Thằng này con nợ nhưng cũng không bao giờ đến cướp nhá. Bố hơi bị nhầm vì con đấy. Mày là thằng nào? Anh ơi, anh ơi. Để đây, để đâu? Anh ơi, của em bao tiền anh ơi? À, của anh hết 120 ạ. 120. Chó này. Đưa tiền lại. Em làm gì? Anh, em xin. Nhanh, đưa tiền lại. Em làm gì có tiền này anh? Mày đi tao giết mày không? Nhanh. Anh cho em xin, em không có tiền đâu anh ạ. À. Mày cho nhanh lên thôi, tao giết mày đấy. Đó đây ạ. À. Anh ơi, từ sáng em mới chạy được thương này, hay anh cầm lốt đi ạ. À. Chó này, mày nghĩ tao đần à? Ôi, điện thoại ra, chuyển khoản đây. Kêu có ai không? Kêu có ai không? Kêu có ai không? Kêu có ai không? Kêu tôi có ai không? Có ai không? Kêu có ai không? Kêu có ai không? Kêu ơi! Ai không? Kêu! Mẹ mày, 6-3 còn ra một. Đèn thật đấy. Tôi là thật mạnh, và đó là cuộc sống hiện tại của tôi. Chắc nhiều người sẽ hỏi, tại sao mà tôi lại lâm vào cảnh bài bạc? Từ nhỏ, bố tôi đã rượu chè và thường xuyên đánh đập mẹ tôi. Mẹ tôi vì thế mà không chịu được, bà đành bỏ nhà ra đi, để lại mình tôi chịu những trận đòn không tỉnh táo mà bố tôi gây nên. Lúc nào nghịch mày làm đây chưa ba? Mày làm đây ra chè đâu? Mày nhìn đi. Không biết thôi, phải làm rồi đấy. Cầm mồm mày, mày dày đời tao à? Nói mày cũng như con mẹ mày thôi. Điên đi, nuôi mày tốn cơm được gạo biết. Bin ơi, Bin, Bin ơi, lấy nước cho ba Bin ơi. Ở đâu rồi nhờ? Năm 8 tuổi, tôi bỏ nhà lang thang khắp nơi, trải qua rất nhiều việc, lớn lên bằng cơm xã hội. Chị ơi, bán cơm à? Anh ơi, anh cho em lấy lương tháng này để đóng tiền phòng ạ. Lương tháng này à? 10 ngày nữa lấy em nhá. Ờ, sao lại 10 ngày nữa mới lấy ạ? Mày tưởng anh có sẵn à? Không chờ được thì đi chỗ khác mà làm. Không được, em phải lấy lương. Nếu không có lương để về trả tiền phòng thì người ta đuổi em ra khỏi phòng mất ạ. Đấy là việc của mày, tao không quan tâm. Cầm lấy mấy cái đồng này và cút đi chỗ khác mà làm. Tôi không thể lấy lại được tiền
vì tôi không có hợp đồng lao động, cũng chẳng có gì để làm bằng chứng nên chẳng thể báo công an, vì tôi là kẻ thấp cổ bé họng. Bố ơi, cho con nợ mai con trả nhá. Có cốc trà mấy nghìn mà không nợ à? Tao không bán nợ đâu. Từ ngày mai có tiền gì hãng đến đây uống nhá. Rồi, nợ thì mai con trả. Mất làm sao được mà bố lo. Bố an tâm. Hiện tại, các vụ cướp tại địa bàn tỉnh Long Đồ ngày một gia tăng. Vào tối hôm qua, 23:30, đã có một vụ án cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Nạn nhân là một tài xế xe ôm công nghệ. Kẻ tình nghi đã lẩn trốn, mang theo xe máy của nạn nhân. Đề nghị bà con thấy đối tượng khả nghi, hãy trình báo cho cơ quan có chức năng gần nhất. Bố nhìn gì con đấy? Nhìn con giống thằng ăn cướp lắm à? Này, không nhá. Thằng này con nợ nhưng cũng không bao giờ đến cướp nhá. Bố hơi bị nhầm vì con đấy. Cướp bà con ơi! Cướp bà con ơi! Bắt đây lúa! Bắt đây lúa! Đừng để nó chạy thoát! Bắt đây lúa! Đừng để nó chạy! Chúng mày thẳng tông anh! Nó đâu? Chắc đi. Ai xa. Chó thật. Người đeo gì đèn thế nhỉ? Alo, cấm theo đuôi không? Ok, hàng an toàn rồi nhá. Em xin đại ca, em xin đại ca. Em xin đại ca.
Dừng lại đây. Có mỗi việc lấy hàng rồi giao hàng mà chúng mày làm cũng không xong. Sắp đến hạn giao hàng với thằng Tây Điên rồi. Mày bảo tao phải làm sao? Lấy hàng ở đâu? Hàng của bố mày đâu? Vậy còn đứng nhìn à? Đi tìm hàng cho tao! Luôn hả?